Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phản thanh Truyền hình Quảng Trị. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Đảng bộ huyện đảo Cồn Cỏ tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hoài Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Hà Sĩ Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Đức Thắng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua, vượt lên những khó khăn thách thức, Đảng bộ quân và dân huyện đảo Cồn Cỏ đã đoàn kết nhất trí, vận dụng sáng tạo linh hoạt các nghị quyết, đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Nhiều công trình đầu tư đã và đang hoàn thành, tạo nên diện mạo mới cho huyện đảo, đáp ứng nhu cầu dân sinh. Huyện đã tiến hành cải tạo nâng cấp âu tàu cảng cá, đáp ứng một phần nhu cầu phục vụ đi lại, vận chuyển hàng hóa giữa đảo với đất liền và nhu cầu tránh trú bão cho ngư dân. Huyện đảo Cồn Cỏ cũng đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động trạm cấp điện, triển khai xây dựng hai hồ chứa nước dung tích khoảng 21.000 mét khối, phát huy được tác dụng, đảm bảo nguồn nước dự trữ và môi trường sinh thái trên đảo. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn ước đạt trên 1.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, xác định đúng vị trí tầm quan trọng của nhiệm vụ quốc phòng an ninh, đặc biệt là đối với huyện đảo tiền tiêu của Tổ quốc, huyện đảo Cồn Cỏ đã tập trung lãnh đạo toàn diện lĩnh vực quốc phòng an ninh. Các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn đã chủ động phối hợp, nắm chắc tình hình, tổ chức tuần tra canh gác, sẵn sàng chiến đấu, không để các yếu tố bất ngờ xảy ra trong mọi tình huống. Công tác quy hoạch khu vực phòng thủ, quy hoạch các công trình quốc phòng được chủ trọng, công tác xây dựng doanh trại, công trình chiến đấu, sửa chữa, nâng cấp vũ khí trang bị được đầu tư, góp phần nâng cao năng lực chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang. Công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn được phối hợp triển khai đồng bộ từ huyện đến cơ sở và các cơ quan đóng quân trên địa bàn. Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng bộ huyện đảo Cồn Cỏ luôn tăng cường công tác giáo dục truyền thống cách mạng nhằm nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho cán bộ đảng viên, đẩy mạnh giáo dục chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với giáo dục truyền thống cách mạng, chủ quyền biển đảo quốc gia, triển khai học tập một cách nghiêm túc các nghị quyết về công tác xây dựng đảng, năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng được nâng cao. Đại hội đã dành nhiều thời gian thảo luận, rút ra những bài học kinh nghiệm, xây dựng các chỉ tiêu và các nhóm giải pháp phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh. Nhiệm kỳ mới, Đảng bộ huyện đảo Cồn Cỏ tập trung xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ đảng viên, đoàn kết khắc phục khó khăn, thực hiện chi dân cơ cấu lại lao động hợp lý gắn với việc chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, xây dựng đảo thanh niên Cồn Cỏ vững mạnh toàn diện, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo quê hương. Thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, huy động có hiệu quả các nguồn lực, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế, phục vụ đời sống dân sinh và kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với đảm bảo quốc phòng an ninh, tạo tiền đề đến năm 2020, cơ cấu kinh tế huyện đảo định hình theo hướng dịch vụ du lịch thủy sản. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những thành tích của Đảng bộ huyện đảo Cồn Cỏ đã nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ qua. Với vị trí trọng yếu về quốc phòng an ninh và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia, sự nghiệp xây dựng phát triển huyện đảo đòi hỏi sự phấn đấu nỗ lực hơn nữa của Đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ là trách nhiệm của các cấp các ngành của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Cồn Cỏ đào nhỏ anh hùng nở đầy hoa thắng trận, gắn liền với cuộc chiến tranh anh dũng của dân tộc. Nhiều trận địa di tích trên đảo gắn liền với những chiến công hiển hách, những kỳ tích sống và chiến đấu của một thời đại anh hùng. Đó là tài sản tinh thần hết sức to lớn và quý báu, đang đòi hỏi phải được phát huy nhân lên trong hiện tại. Để phát triển nhân và bền vững, huyện phải coi trọng công tác quy hoạch theo hướng chiến lược dài hạn. Bảo vệ quy hoạch là tiền đề quan trọng, là bước đột phá để đảm bảo cho sự phát triển bền vững của huyện đảo. Theo đó, huyện cần phải ra soát lại các loại quy hoạch đã có, kịp thời bổ sung điều chỉnh quy hoạch, mạnh dạn đề xuất với tỉnh, loại bỏ những đồ án quy hoạch không phù hợp, không có tính khả thi, nhất là những dự án có chiếm nhiều diện tích đất đai. Trên cơ sở đó, cần phải làm tốt công tác quy hoạch, từ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến quy hoạch sử dụng đất, để triển khai nghiêm túc quy hoạch phát triển các ngành dịch vụ và quy hoạch chi tiết xây dựng gắn với bảo tồn tự nhiên sinh thái của đảo. Bám sát các định hướng lớn của tỉnh về phát triển huyện đảo Cồn Cỏ gắn với chiến lược phát triển kinh tế biển quốc gia trong tình hình mới, triển khai thực hiện có hiệu quả quyết định 186 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án xây dựng đảo thanh niên toàn quốc giai đoạn 2013-2020. Đồng thời nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của các huyện đảo khác trong cả nước để
để tham mưu xây dựng cơ chế chính sách đặc thù cho huyện đảo, tập trung lãnh đạo, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, thực hiện di dân trong độ tuổi thanh niên ra đảo định cư. Từ đó, để phát huy được vai trò xung kích của thanh niên và các hộ gia đình trẻ tham gia khai thác và sử dụng có hiệu quả tiềm năng và lợi thế của đảo. Mục tiêu đến năm 2020, đưa Cồn Cỏ trở thành đảo thanh niên, phát triển mạnh về kinh tế, vững chắc về quốc phòng và an ninh, từng bước cải thiện, đảm bảo cuộc sống sinh hoạt của quân và dân trên đảo, phấn đấu để trở thành một huyện đảo xanh, sạch, đẹp, để Cồn Cỏ sẽ trở thành đích ngắm của nhiều nhà đầu tư chiến lược về du lịch lịch sử, về sinh thái biển đảo, kết hợp với các di tích lịch sử cách mạng hào hùng trên quê hương Quảng Trị thân yêu của chúng ta. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng cũng nhấn mạnh, huyện đảo Cồn Cỏ cần tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đẩy mạnh tuyên truyền và hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia, tăng cường phối hợp xây dựng lực lượng, hiện đại hóa vũ khí trang bị, nâng cao hơn nữa khả năng sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biển đảo, phối hợp với các cấp các ngành cấp tỉnh trong việc lập thẩm định các dự án kinh tế, chú ý tính lượng dụng của các công trình trên đảo, tiếp tục chăm lo công tác đảng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng đảng bộ đoàn kết thống nhất, nâng cao năng lực điều hành, kiện toàn bộ máy của chính quyền phù hợp với đặc thù của huyện đảo, xây dựng mặt trận tổ chức chính trị xã hội đoàn thể vững mạnh. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Ban chấp hành Đảng bộ huyện đảo Cồn Cỏ nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng hoạt động, vai trò trách nhiệm của mặt trận và các tổ chức đoàn thể, phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết nhất trí, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện đảo Cồn Cỏ lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện đảo Cồn Cỏ lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 11 đồng chí. Đồng chí Lê Minh Tuấn, Bí thư huyện đảo Cồn Cỏ, nhiệm kỳ 2010-2015 được bầu giữ chức vụ Bí thư huyện ủy Cồn Cỏ, nhiệm kỳ 2015-2020. Sáng nay, được sự hỗ trợ của Hòa Thượng Thích Đạt Đức, Phó trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Ban trị sự Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, Hội khuyến học tỉnh tổ chức lễ trao tặng học bổng Hoa tình thương năm học 2015-2016 cho học sinh sinh viên nghèo vượt khó trong học tập trên địa bàn tỉnh. Đến dự buổi lễ có đồng chí Mai Thức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm học này có 114 học sinh và 43 sinh viên nghèo được nhận học bổng Hoa tình thương với tổng số tiền 200 triệu đồng. Trong đó mỗi suất học bổng dành cho sinh viên có trị giá 2 triệu đồng và học sinh là 1 triệu đồng. Đây là lần thứ 6 Hòa Thượng Thích Đạt Đức kêu gọi vận động những tấm lòng hảo tâm quyên góp xây dựng quỹ để hỗ trợ hội khuyến học tỉnh, tổ chức lễ trao học bổng Hoa tình thương. Đây là nguồn quỹ lớn được Hòa Thượng Thích Đạt Đức cùng các đạo tràng chùa Hải Quang thành phố Hồ Chí Minh đóng góp. Từ nguồn quỹ Hoa tình thương từ năm 2010 đến nay đã trợ giúp cho 868 em học sinh sinh viên nghèo hiếu học tỉnh Quảng Trị với tổng số tiền là 1 tỷ 123 triệu đồng. Qua nguồn quỹ hỗ trợ này đã góp phần động viên khích lệ các em học sinh sinh viên nghèo hiếu học ở Quảng Trị khắc phục khó khăn để vươn lên trong học tập. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quảng Trị, 23 tháng 8 năm 1945, 23 tháng 8 năm 2015, Đại tá Nguyễn Hoài Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đã đến thăm tặng quà các đồng chí nguyên là lãnh đạo, chỉ huy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh qua cả thời kỳ đang nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh. Đến thăm tặng quà các đồng chí nguyên là lãnh đạo, chỉ huy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh qua các thời kỳ trên địa bàn tỉnh, Đại tá Nguyễn Hoài Phương đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh của các đồng chí, nguyên là lãnh đạo chỉ huy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tiếp nối truyền thống lực lượng vũ trang Quảng Trị anh hùng, các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh hôm nay quyết tâm xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Nhân dịp kỷ niệm này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức gặp mặt và tặng quà 230 cán bộ cao cấp trong quân đội đã nghỉ hưu trên địa bàn. Căn cứ quyết định số 1284 QĐ ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc cho phép thành lập Hội Cà phê Khe Sen,
Sáng nay, Hội Cà phê Khe Sen tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là dấu mốc quan trọng đối với cây cà phê ở Khe Sen, nhằm thực hiện có hiệu quả các hoạt động trong chuỗi giá trị cà phê trên thị trường trong nước, trong khu vực và quốc tế. Đồng thời thống nhất nhận thức và hành động vì lợi ích hợp pháp của hội viên và của cộng đồng, bảo vệ, giúp đỡ và hợp tác với nhau để phát triển nghề nghiệp. Thành lập Hội Cà phê Khe Sen là một trong những sáng kiến của Viện Mekong nhằm giúp các tác nhân cà phê ở huyện Hướng Hóa giải quyết những vấn đề còn tồn tại bấy lâu nay để phát triển cây cà phê bền vững. Đây là đại hội đầu tiên để thiết lập nền tảng và định hướng phát triển lâu dài cho Hội Cà phê Khe Sen, cũng như hỗ trợ có hiệu quả cho sự phát triển bền vững của chuỗi giá trị cà phê ở địa phương. Hội Cà phê Khe Sen là tổ chức xã hội nghề nghiệp của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ gia đình và cá nhân tham gia vào chuỗi giá trị cà phê địa phương, bao gồm và không hạn chế đối với việc sản xuất, cung ứng, chế biến, kinh doanh cà phê và các dịch vụ liên quan và được thành lập trên cơ sở tự nguyện của các thành viên. Dân làm cà phê thì có chỉ việc làm hái cà phê về thì chỉ có các cái đại lý thu mua nhỏ lại là đi mua, chỉ có là cái giá tùy thuộc họ quyết định, giá còn là tùy thuộc. Thì cái này là làm cho bà con người ta rất là buồn về trong cái vấn đề là làm ra hột cà phê, nhưng mà cuối cùng là cái giá cả là các cái đại lý nhỏ lẻ là có là quyết định giá cân ca, cũng họ cân ca nhưng mà họ không cho cái giá. Thực tế ra cà phê Khe Sen không phải loại xấu mà đã có tên tuổi trên thế giới cách đây khoảng 15 năm về trước. Thời đó thì tất cả các nước thế giới đã đánh giá cà phê Việt Nam là ngang với những đất nước mà sản xuất Arabica nổi tiếng, đó là giống như là Colombia, Kenya. Và thời đó thì cà phê Việt Nam đã đến thị trường châu Âu, làm bao nhiêu hết bấy nhiêu. Nhưng tại thời điểm bây giờ thì ai đến mua cà phê của Quảng Trị là đều sợ là vì lỗ. Lý do tại sao? Là vì trong vấn đề là chấp hành quy trình kỹ thuật, chúng ta làm không nghiêm. Trong một cái thị trường rất là nhỏ hẹp của Khe Sen chúng ta, nhưng mà quá nhiều các công ty nhỏ thiếu kiến thức, thiếu thông tin, trên mua trên bán. Tập cho nông dân là có một cái thói làm hư, đó là hái quả sen, đó là để ngâm nước cho nó nặng lên. Một trong những tôn chỉ quan trọng của Hội Cà phê Khe Sen là huy động nguồn lực, nâng cao năng lực và sử dụng các tiến bộ khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, trên việc trên mua, trên bán, đầu cơ, độc quyền, trên chấp thị trường, xâm phạm lợi ích hợp pháp của các hội viên. Việc mà hình thành lập ra cái Hội Cà phê Khe Sen thì đây là một cơ hội tạo điều kiện để mà quảng bá rồi xây dựng cái thương hiệu cà phê Khe Sen trong cái quản lý sản xuất, liên kết giữa việc sản xuất rồi chế biến rồi xuất khẩu. Để đứng về chính quyền địa phương thì chúng tôi rất là hoan nghênh. Với việc thành lập Hội Cà phê Khe Sen, đây vừa là diễn đàn và cũng là sân chơi chung của cả hội viên, là cầu nối giữa cả hội viên với nhà nước và các tổ chức khác liên quan. Thông qua đảo, Hội Cà phê Khe Sen có trách nhiệm phản ánh tâm tư, nguyện vọng của hội viên, cùng tham gia với cơ quan nhà nước trong việc đưa ra các chủ trương, chính sách, các văn bản pháp quy liên quan đến các hoạt động của hội và chuỗi giá trị cà phê của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, tại huyện Hải Lăng, lúa đang vào độ chín rộ. Trên thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung xuống vụ thu hoạch lúa hè thu 2015. Phấn khởi khi không chỉ nông dân đang có nhiều thuận lợi trong thu hoạch lúa nhờ đẩy mạnh cơ giới hóa vào đồng ruộng, mà còn hầu hết các trà lúa hè thu vừa sớm thu hoạch lại cho năng suất rất cao. Mặc dù gặp nhiều khó khăn về thời tiết, nhưng do tuân thủ tốt khung lịch thời vụ và triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nên hiệu quả sản xuất lúa tại huyện Hải Lăng rất khả quan. Hơn 6.600 hectare lúa ở Hải Lăng đang vào độ chín và được bà con nông dân tích cực bám đồng thu hoạch. Đặc biệt chỉ trong 4 ngày qua, toàn huyện Hải Lăng đã xuống vụ thu hoạch hơn 500 hectare lúa, năng suất ước đạt 65 tạ một hectare. Và theo dự kiến, diện tích lúa toàn huyện sẽ được thu hoạch xong trong vòng 7 ngày tới. Hiện tại thì bà con rất phấn khởi, và đồng thời hiện giờ thì ủy ban đang còn chỉ đạo là làm thế nào là thu hoạch trước coi là lũ về. Vụ mùa này, niềm vui của bà con nông dân huyện Hải Lăng không chỉ là năng suất sản lượng lúa đạt cao, mà quan trọng hơn là bà con thấy được cây lúa đã vượt qua thách thức của biến đổi khí hậu nhờ vào sự tuân thủ khung thời vụ của các ngành chức năng và nỗ lực ứng phó trong sản xuất của bà con trước diễn biến của thời tiết. Ngành nông nghiệp huyện Hải Lăng đang tích cực khuyến cáo bà con thực hiện các biện pháp đẩy mạnh cơ giới hóa trong thu hoạch nhằm vừa tiết kiệm thời gian, chi phí, vừa đẩy nhanh thu hoạch trong thời gian sớm nhất. Tính đến thời điểm này, sơ bộ đánh giá về cái năng suất là trên toàn huyện khoảng
trên 60 tạ trên 1 hecta, cũng là một mùa bội thu. Được mùa và có nhiều thuận lợi trong thu hoạch lúa đã tạo ra khí thế phấn khởi, sôi nổi, khẩn trương của bà con nông dân trên đồng ruộng Hải Lăng. Trong niềm vui của ngày mùa, bà con cũng không quên bàn phương án sản xuất và sẽ được chuẩn bị chu đáo hơn trong vụ tới. Cùng với các ngành chức năng và địa phương, bà con nông dân đang nỗ lực hướng đến những vụ mùa sau với sản xuất chắc ăn và hiệu quả bền vững. Tiếp tục với những thông tin khác, nhân dịp kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng nay tại Trung tâm Thi đấu Thể thao tỉnh, khối các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã tổ chức khai mạc hội thao lần thứ 2 năm 2015. Đến dự có đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tham gia hội thi lần này có gần 200 vận động viên đến từ khối các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Các đội tham gia thi đấu gồm 4 bộ môn, đó là bóng đá, bóng bàn, cầu lông và kèo co. Đây là hoạt động đã thu hút đông đảo cán bộ đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe để học tập công tác. Đồng thời qua hoạt động này để đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao trong công nhân viên chức lao động. Thông qua giải lần này nhằm đánh giá chất lượng hoạt động thể thao quần chúng và phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở của các cơ quan đơn vị. Sáng nay, trường tiểu học Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh đã tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập và khai giảng năm học mới 2015-2016. Trường tiểu học Vĩnh Tú là một trong 8 trường học đầu tiên của khu vực Vĩnh Linh được thành lập ngay sau cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi. Buổi đầu mới thành lập, trường có quy mô nhỏ, cơ sở vật chất bằng tranh tre nửa lá, đội ngũ giáo viên cùng ăn cùng ở với dân, vừa dạy ở trường, vừa tham gia phong trào bình dân học vụ. Trải qua các giai đoạn lịch sử, trường tiểu học Vĩnh Tú luôn chăm lo xây dựng đội ngũ, nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất nhà trường. Trong 5 năm trở lại đây, nhà trường đã thực hiện có hiệu quả chủ đề của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục và các cuộc vận động của ngành. Nhờ đó, chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn đã được chú trọng, tỷ lệ học sinh khá và giỏi ngày càng tăng. Năm 2009, trường tiểu học Vĩnh Tú đã đơn vị phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Năm học 2014-2015, trường tiểu học Vĩnh Tú được công nhận lại trường chuẩn quốc gia mức độ 1. Những thành quả trong 60 năm qua là động lực để thầy và trò trường tiểu học Vĩnh Tú phấn khởi tự hào, tô đắp thêm truyền thống vẻ vang của nhà trường trên quê hương cách mạng. Chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phản thanh Truyền hình Quảng Trị xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.